Trên trời chúng con nguyện danh Cha tỏa sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha đến, trái đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin Chúa để chúng con Cha chắc cam dầu có những cơn con thoát khỏi sự tử thương. Mừng Maria, đầy ơn Chúa đấng Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc lạ hơn mọi người, và Giêsu ơn lòng bà cùng phúc lạ. Maria, đức mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong thời gian từ Amen. Đức Chúa Trời là Cha phép ban vô cùng thần đến trời đất, tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con. Thời phép Đức Chúa Thánh Thần là người sống thai, chính bởi là Maria đồng trinh chịu nam đời quan phong siêu phi la tu. Chiều đông đánh trên cây thanh giá, chết và tán xác xuống một tổ tóc. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống là đi lên trời, ngự bên hiếu Đức Chúa Cha phép ban vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thoáng nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấm tối nào ai đối được, cùng với Chúa hằng có lòng lành. Cùng vì lời Chúa khăn hứa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Khi đã trông cậy Chúa, những kẻ làm thân Đức Chúa Trời, đêm ngày hãy trông cậy người cho liên. Vì người thất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi, kẻ làm thân người thay tay. Lạy Chúa xin ban cho linh hồn Maria được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa xin cứu lấy linh hồn Maria cho khỏi buồn và được yên lành. Lạy ơn Đấng Chúa Giêsu, Chúa đã phán dạy rằng ban ngày xin thì con sẽ được, vậy con xin Chúa lòng lành vô cùng thương đến các linh hồn nơi hứa huyền. Xin Chúa nghe lời con cầu xin kêu vang cho linh hồn ông bà cha mẹ anh em bạn hữu con. Xin Chúa mở cửa thiên đàng cho các linh hồn đây vào. Xin cho các linh hồn này được sự trong vô cùng hằng soi cho nhân amen. Chúng con lấy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời trong năm vui. Ban tổ chức và gia đình xin chân thành cảm ơn đại gia đình cụ Học, cụ Lường, giáo sư Cát Đào, mời đại gia đình an toàn. Vâng, hôm nay cụ Maria về vào đúng ngày lễ lớn của giáo sư Đồng Quang. Bây giờ đoàn các đoàn đại biểu mới đến để thắp hương để tưởng nhớ và cầu nguyện cho cô. Vậy ban tổ chức và gia đình chúng tôi cũng rất mong các quý đoàn chúng ta đến cầu nguyện là chúng ta cầu nguyện với ý chính để cho các đoàn sau ở các nơi xa. Và các ban tổ chức và gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Nếu như tiếp theo, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu, cán bộ và nhân dân thôn Đồng Tâm do bà Trần Thị Loan làm trưởng đoàn vào phát hương của hành nhân dân. Xin trân trọng kính mời.
để tưởng nhớ linh hồn cụ Maria. Đề nghị hãy làm một phút đặc biệt. Phút đặc biệt bắt đầu. Ban tổ chức của gia đình xin chân thành cảm ơn quý đoàn, mời quý đoàn an toàn. Lễ viếng tiếp theo, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời hội đồng giáo xứ Đồng Quang và ban trưởng giáo họ Kinh Danh do ông Chánh Vinh là trưởng đoàn và pháp hương của hành lễ viếng. Xin trân trọng kính mời. Xin mời cộng đoàn hiện diện hợp cùng với hội đồng giáo xứ cũng như ban chủng kính danh dâng lên Chúa lời cầu xin cho linh hồn Maria. Xin mời ông chủ. Nhân linh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Đại Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện đến Cha và sang nước Cha chi nơi núi Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa cho cám dỗ những kẻ chúng con ra khỏi sự dữ, Amen. Kính mừng Maria nên vô đời qua trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người như bà Giêsu ông bà gồm phúc là thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử, Amen. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa thương nhân đời con kêu vang, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấm tội nào ai dối được, bởi Chúa hẳn có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán đưa. Con đã trông cậy Chúa, linh hồn con thấy vì lời hứa ấy. Vì đã trông cậy Chúa, những kẻ làm dân đức Chúa Trời. Đêm nay hãy trông cậy người cho liên, vì người dân nhân lành hay thương vô cùng sẽ tha thêm mọi tội lỗi. Kẻ làm dân người thay thay ngày Chúa. Lạy Chúa,
tin Đức Chúa Trời là Cha khiêm tăng vô cùng đứng lên trời đất. Tôi tin tin Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà trời xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh. Khi là cô diệu lắm anh lên cây thành ra chết cả tăng xa xuống ngục tổ tông ngày thứ ba bởi sống kẻ chết và sống lại lên trời ngự tình yêu Đức Chúa Cha chắc tâm vô cùng ngày sau bởi thời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin tin Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hàng có ở khắp thế này các thánh đồng cộng, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống lại. Ngày Đức Chúa Giêsu sơ bơi trời hạ xuống thế gian 33 năm cùng chỉ nhân sự thân thoát đó các linh hồn trên hạ được rỗi thì lạy Đức Mẹ Thiên Cha rất nhân lành vô cùng, xin ban cho linh hồn Maria cũng ăn cầu nguyện hôm nay và phải đăng lên người mừng tuổi thì Đức Chúa Mẹ và tuổi đặc ấy cho đã ham hạ lên tuấn hình mà sự quý thân đã rất kiêm đàn vì công nghiệp Chúa đã trường hành vì thế kỷ chúng con. Lạy Chúa có nơi giới vực sâu kêu đến Chúa, xin Chúa hãy luôn nhắn lời con kêu vang, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rối đường, bởi Chúa hẳn có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông thấy Chúa, linh hồn con hãy vì lời hứa ấy, vì đã trông thấy Chúa, những kẻ làm dân Đức Chúa Trời. Đêm nay hãy trông thấy người do yêu, vì người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ hạ hết mọi tội lỗi, kẻ làm dẫn người thay thầy. Này Chúa, xin ban cho linh hồn Maria được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn Maria cho cõi tù mục đã được nghỉ yên. Amen. Hãy tôn Đức Chúa Giêsu. Vậy con xin Chúa đồng hành vô cùng, dâng đến các linh hồn nơi lửa địa ngục. Xin Chúa nghe lời con cầu xin kêu vang, cho linh hồn ông bà cha mẹ anh em bạn hiếu con. Xin Chúa mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy vào. Xin cho các linh hồn ấy được sự sáng vô cùng hàng soi cho biết. Amen. Nguyện mẹ xin yên vui chúng con luôn luôn. Mẹ từ bi xin tha những lỗi của con. Vì đời con gieo giống biết bao đau thương. Và chẳng đang dài lắm bước trên con đường. Ôi mẹ rất nhân từ, mẹ quên sao được hôm xưa. Nhờ lúc mà Chúa sinh thì mẹ cũng âu sầu lạc hiền. Là mẹ ôm con nguyện riêng lên quyền. Nhân linh cha và con và thánh thần nam em. Ban tổ chức và gia đình xin chân thành cảm ơn gia đình hai con bạch và cùng các con cháu mời đại gia đình an toàn. Lễ viếng tiếp theo, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời hai gia đình này, gia đình cháu Huy Nghiễm, cháu Đan, cháu Yến
gia đình mình, ông Thành, ông Khám, bà Dương vào pháp hương của Thành Nhân Hiếu. Xin trọng kính mời. Con kêu vang
ban cho linh hồn Maria được kỷ ơi đời đời và được sáng soi vô khổ nay thua. Xin kêu đây linh hồn Maria cho khỏi thù mộc và được kỷ dân nam nên chúng con phải vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi. Chúa trời sáng đang vui vẻ vô cùng an nên chúng con trong phải các nước mẹ Chúa trời xin cho thế cho con lời chúng con nguyện trong cơn gian nan đưa thương đương đồng tri nhận sang nam. Xin mời cha bà con bà thánh thần nam em. Ban tổ chức và gia đình xin chân thành cảm ơn hai gia đình có huy nghiêm, gia đình trong thành công thắng, mời đại gia đình ăn tọt, gia đình xin được tiếp đón. Tới lưu viên tiếp theo, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời gia đình hai cháu, cháu Mùa, cháu Nhìn, địa chỉ thôn Đồng Tâm vào thắp hương của hành lễ viếng, xin trân trọng kính mời. Chiều nắng đời quan thông si ô phi na tô
giới. Vì vậy chúng con xin cha đất nhân lành vô cùng xin tha lần phạt cho linh hồn Maria chúng con đã cầu nguyện hôm nay. Ấy cho ra mà đem lên chốn lòng bằng sự cung thật là nước tiên đàn vì công nghiệp cho ra chi nam chi chết vì chúng con. Amen. Ngày Chúa con ở dưới vực sâu kêu đến Chúa xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa trong tối nào ai rối được lời Chúa ban tổ chức của gia đình xin chân thành cảm ơn đoàn đại biểu huynh đoàn Đa Minh lòng Chúa thương xót và hội con đức mẹ mời quý đoàn an tỏ. Lễ viếng tiếp theo ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời các cháu Tiệp, Huy, Dũng là bạn của cháu Thu, Sa Vũ An, Sa Vũ Trung vào thắp hương của ngài nhân viên. Xin trân trọng kính mời.
thưa linh hồn của Maria, hôm nay bốn giáo khu chúng con cũng như là trong hội chống đã trong tâm tình là được biết cụ đã về với Chúa. Trong tâm tình đó chúng con rất cảm thấy là một sự mất mát lớn lao đối với trong giáo xứ cũng như trong các khu của chúng con, đồng thời cũng như là sự mất mát to lớn cho gia đình. Nhưng mà ở đây sự mất mát đó thì Chúa gọi cụ về cũng là một niềm vui, cụ đã được hưởng nam thánh Chúa trên trời. Chúng con cũng là đến để hợp ý cầu nguyện xin Chúa ban cho cụ sớm được hưởng tôn nam Chúa, đồng thời cũng xin ban cho gia đình sớm lấy lại được niềm vui. Và hôm nay trong hội chống cũng như là bốn khu gia trưởng bốn tuổi chúng con cũng muốn hợp ý cầu nguyện cho cụ, xin Chúa ban cho cụ sớm được hưởng tôn nam Chúa trên trời. Xin mọi người hợp ý cùng trong hội chúng con đây để cầu nguyện cho cụ. Xin mọi người hợp ý. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Cha, chúng con ở trên trời, chúng con được thanh ra cả sáng được tràn chỉ lên đi cả thể dưới đất cũng như trên trời. Chúng con hôm nay nên được làm này và thay đời chúng con như chúng con cũng tha kẻ có lời chúng con, xin chớ để chúng con đã chưa tham dối và sự giữ an nghe. Lần Đức Chúa Giêsu từ với trời mà xuống thế gian 33 năm cùng vì những sự dân khoát cho các linh hồn thiên hạ được tối thì lạy chúng con xin Cha rất nhân lành vô cùng. Xin là thần thật cho linh hồn Maria chúng con cầu nguyện hôm nay hoặc còn giam nơi người nguyện tội thì Chúa mở cửa tội tập ấy cho ra mà đem nên tốn hưởng mọi sự vui thật là rất thiên tài vì cũng được Chúa đã chịu làm vì thế thì chúng con. Amen. Lạy Chúa con ở dưới vực sâu kêu đến Chúa, xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu ban, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa gặp cho tôi nào ai dối được, hỡi Chúa hẳn có lòng lành cùng về hỡi Chúa phán mưa. Con đã trông thấy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Khi đã trông thấy Chúa, những kẻ làm dân đứng Chúa trời trên ngài hãy trông thấy người cho nhân. Khi người gặp nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân người hay thấy. Lạy Chúa xin ban cho linh hồn Maria được nghỉ với đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa xin cứu lấy linh hồn Maria cho khỏi tù và được nghỉ yên lành. Từ chốn nguyên hình vô tối bằng tiếng ta linh hồn khóc than niềm thành kính dâng lạy ân ái nguyện nghe thương nghe đoàn con cái tiếng ta vang lại từ sâu tiếng khóc than còn dòng năm với tháng năm u hoài đớn đau. Hãy đoái thương lòng từ bi hãy chiếu soi hết mọi linh hồn. Ngày tháng trôi vào quên ngang nào biết trong hai người nhớ thương lệ sầu dâng dâng mờ lối mắt lửa hồng áo đêm ngày lung lâu đứng đau cùng sâu tiếng khóc than còn vòng ơn với tháng năm u hoài đớn đau. Mẹ mẹ ơi hãy đoái thương lòng từ bi hãy chiếu soi hết mọi linh hồn. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Giờ cầu nguyện cho cụ Maria trong bốn cô hết xin mời mong tổ chức và gia đình xin chân thành cảm ơn đoàn đại biểu bốn khu hội gia trưởng và ban chấm xuống đồng quan mời các đoàn quan trọng
Liên hệ tiếp theo, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời các cháu Nguyễn, Hòe, Đán, Tân là bạn của con Toán, xã Quang Minh và pháp luân của Hải Nhân Viên. Xin trân trọng kính mời. Yeah.
cho linh hồn ma lê đã được bên chốn nghỉ ngơi thẳng xem tay mà đất chúa rồi sáng lang vui vẻ vô cùng an mê chúng con trong cả gia thanh niên về chúa trời xin cho em cháu và lòng chúng con nguyện trong đời gian nan theo con đức nữ đồng tin hiển vinh sáng nhân lên cha và con và thánh thần an ban tổ chức của gia đình xin chân thành cảm ơn gia đình các bác các bà mời gia đình các bà an toàn ạ. Liên tiếp tiếp theo ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời gia đình bà Tam giáo xứ Tuyển Tin vào pháp hương của hành nhân viên xin trân trọng kính mời. Cầu xin Chúa thánh thần
con cũng thay kẻ con là chúng con, xin cha để chúng con ra trước tâm đồ hữu dụng chúng con cho phải sử dụng ra thành thần người thương thắm yêu.
Thank you.
Maria vào Đức Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin mời bà và các cháu ra bàn mời nước.
Lễ viếng tiếp theo, ban tổ chức và gia đình xin trân trọng giới thiệu gia đình ông bà Bảo, giáo xứ truyền tin vào thắp hương cầu nguyện cho cụ. Xin trân trọng kính mời. Xin mọi người hợp ý cùng với anh em chúng tôi nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin thank you.
danh Chúa nhân từ cho linh hồn Maria được đến chốn nghỉ ngơi. Thần xem thấy mang được Chúa rơi sáng ngang núi về vô cùng amen. Chúng con trong cả nhà thánh đức ai Chúa trời xin chớ che chớ bỏ lời chúng con nguyện trong thân nhân nam thiếu phương đương đưa đầu tiên niềm vinh sáng lang. Ban tổ chức và gia đình xin cảm ơn các ông bà, mời các ông bà ra bàn, gia đình xin được mời nước. Lễ viếng tiếp theo, ban tổ chức và gia đình xin trân trọng giới thiệu gia đình ông bà chữ giáo xứ Thọ Sở cùng các con vào kính viếng linh hồn Maria. Xin trân trọng kính mời. Cha và con và thánh thần amen. Cầu xin Chúa thánh thần người thương thăm biếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân tràn chứa, trao rồi cho đấng ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa người ba đôi nghe lời con thiên tha, tình thương mến ấp u con ngày đêm, nguyện quan sát thù tràn đầy ơn thiên. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng nước Cha chỉ đến đi, Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha kẻ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin biết để chúng con tha trước em dẫu ơn những kính chúng con cho phải sự giữa ai. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép ta vô cùng dựng lên trời đất. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô là ba một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần là người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Siêu Phi La Tô, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và tăng sinh xuống ngục tổ tông ngày thứ ba, bởi sông kẻ chết mà sống lại lên trời, từ bên hữu Đức Chúa Cha phép tâm vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống chết kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin cơ hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh đồng công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin sáng loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy amen. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu xưa với trời mà xuống thế gian 33 năm, cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được rồi, thì lạy chúng con xin Cha đất nhân lành vô cùng xin tha phần phạt cho linh hồn Maria. Chúng con cầu nguyện hôm nay hoặc còn giam nữa nữa nguyện tội, thì xin mơ cơ tù đạo ấy cho ra mà đem lên chốn hướng mọi sự vui thân na nước thiên đàng, vì công nghiệp Chúa đã chịu làm chịu chết vì chúng con. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai đối được, vậy Chúa hằng có lòng lành. Cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì
đã trông cậy Chúa, những kẻ làm dân Đức Chúa Trời. Đêm ngày hãy trông cậy người cho yên, vì người dân nhân lành hay thương vô cùng sẽ tha hết mọi tội lỗi. Kẻ làm dân người thay thế, lạy Chúa, xin ban cho linh hồn Maria được nghỉ ngơi đời đời mà được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn Maria cho khỏi tù ngục mà được nghỉ yên. Amen. Này ơn Đức Chúa Giêsu, dạy rằng bay hãy xin thì bay sẽ được. Vậy con xin Chúa lòng lành vô cùng thương mến các linh hồn nơi lửa luyện tội. Xin Chúa nghe lời con cầu xin kêu vang cho linh hồn ông bà cha mẹ anh em bạn hữu con. Xin Chúa mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy vào. Xin cho các linh hồn ấy được sự sáng vô cùng ngàn soi cho nên. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Ban tổ chức và gia đình mình xin cảm ơn quý vị. Mời quý vị ra bàn ngồi nước. Lễ viếng tiếp theo, ban tổ chức và gia đình xin trân trọng giới thiệu cháu quý thân Phùng Thuộc vào thắp hương bà. Xin trân trọng kính mời. Lễ viếng tiếp theo, ban tổ chức và gia đình xin trân trọng giới thiệu cháu quý thôn Đô Lương vào thắp hương kính viếng linh hồn cụ. Xin trân trọng kính mời. Lễ viếng tiếp theo, ban tổ chức và gia đình xin trân trọng giới thiệu các bạn ở giáo xứ Đồng Quan là bạn của cháu Thư vào thắp hương cầu nguyện cho cụ. Xin trân trọng kính mời. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thương yêu hồn con, ban xuống cho con hồng ân chăm chứa, trao dồi cho Nguyện xin
hiện dưới đất cũng như trên trời. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tăng vô cùng dựng lên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng con bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh chịu đau ở quan phong Giô Phi-la-tô chịu đóng đanh trên cây thánh giá trên bà tháng xa xuống vùng cổ đông ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tăng vô cùng ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh làm có ở tâm thế này các thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu ca, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa trong tôi nào ai dối được, bởi Chúa hằng có lòng này, cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Đức Chúa Trời đến ngày hãy trông cậy người cho nên vì người dân nhân lành hay thương vô cùng sẽ tha hết mọi tội lỗi để làm dân người thay thay. Lạy Chúa xin ban cho linh hồn Maria được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa xin cứu lấy linh hồn Maria cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Maria được lên trốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt những Chúa Trời sáng lắm vui vẻ vô cùng. Amen. Nhân thân Cha và Con này. Ban tổ chức và gia đình xin cảm ơn các cháu, mời các cháu ra bàn mời nước. Lễ viếng tiếp theo, ban tổ chức và gia đình xin trân trọng giới thiệu các con cháu gia đình ông Lập, giáo xứ Đồng Quang vào thắp hương cầu nguyện cho linh hồn và Maria. Xin trân trọng thắng mời. Chỉ là cuộc trở về với Chúa chứ không phải hư mất. Vậy
để bày tỏ lòng thương nhớ, chúng con chỉ biết dâng lời cầu nguyện, nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa cụ về hưởng tôn ngang Chúa. Và từ đây xin kính mời toàn thể cộng đoàn hợp một ý với anh chúng con để cầu nguyện cho cụ. Thiên Linh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Này Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện thay Cha ba sáng, nước Cha chỉ đến như Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép các vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Bởi khen Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai sinh bởi Bà Maria đồng trinh, chịu nạn bởi quan phong Siro Pilato, chịu long lanh trên cây thánh giá, chết và tăng xa xuống một tổ tông, ngày thứ ba bởi chống kẻ chết và sống lại lên trời, ngự bên nương Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh Hằng có ở khắp thế này, Chúa còn ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu vang, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chân tối nào ai dối đường, bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông thấy Chúa, linh hồn con thấy vì lời hứa ấy, vì đã trông thấy Chúa, những kẻ làm dân Đức Chúa Trời đêm ngày hãy trông cậy người cho nên, vì người dắt nhân này hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi, kẻ làm dân người thay thầy. Xin ban cho linh hồn Maria được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn Maria cho khỏi tù và được nghỉ yên. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng ngang vui vẻ vô cùng. Amen. Xin Chúa tôi thương chúc lành cho đời cha mẹ của con. Ban tổ chức và gia đình xin cảm ơn quý đoàn, mời quý đoàn ra bàn ngồi nước.
Thank you.
xin mọi người hiệp ý cùng với ban ca đoàn và ban kim nhạc, anh em thanh niên cùng giáo khu Đa Minh dâng lời cầu nguyện cho cụ, mong cụ sớm được về hưởng tôn nhan Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện lạy Cha cả sáng, lạy Cha trị thế như Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Đức Chúa con lòng bà cũng phước lạ. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép đắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con, bởi đáp Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Siêu Phi Na Tô, chịu đóng đanh trên cây thanh giá, chết và tan xác xuống ngục tổ tông ngày thứ ba, bởi trong kẻ chết và sống lại, lên trời ngự lên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông con, tôi tin phép tha tội, tôi tin sáng loài người ngày sau sống lại, tôi tin hẳn sống vậy. Amen. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu đến Chúa, xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai đổi được, bởi Chúa ăn có lòng lành, cùng vì nơi Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Khi đã trông cậy Chúa, những kẻ làm dân Đức Chúa Trời đêm ngày hãy trông cậy người cho nên, thì người đất nhân lành hay thương vô cùng sẽ tha hết mọi tội lỗi, kẻ làm dân người thay thải. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn Maria được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn Maria cho khỏi chúng con trong cậy đất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cho thế giới con lời chúng con nguyện trong cơn gian nan tiêu tuôn chúng nữ đồng sinh hiển vinh sang lao. Lạy đất thánh trai tìm Đức Chúa Giêsu thương xót chúng con. Lạy ông thánh Giuse là bạn thánh sạch Đức Bà Maria chọn đời đồng trinh. Cho chúng con nữ vương ban sự bằng an, cầu cho chúng con Đức Bà phù hộ các giáo hữu, cầu cho chúng con các thánh tử vì đạo Việt Nam, cầu cho chúng con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Ban tổ chức và gia đình xin cảm ơn các cháu, mời các cháu ra bàn cùi nước.
Kính thưa toàn thể cán bộ và nhân dân thôn Đồng Tâm, thưa toàn thể bà con giáo xứ Đồng Quan cũng như giáo xứ Vạn, từ lúc cụ Maria bị bệnh tật đến nay cũng như đã Chúa gọi về với Chúa đã có hơn 1.000 đoàn đến thăm hỏi và chia buồn động viên gia đình tăng chủ. Vâng, bây giờ đã là hơn 21 giờ, ban tổ chức và gia đình chúng tôi xin trân trọng kính mời tất cả các con cháu chắc trở về phòng tang để cầu nguyện cho mẹ bà cụ kính. Vâng, trước khi các con các cháu chuẩn bị về thì tôi cũng xin thông báo với toàn thể cán bộ và nhân dân thôn Đồng Tâm, đặc biệt nhất là bà con trong giáo xứ Đồng Quan và giáo xứ Bạn, cũng như các ban kèn, ban trống và các ban trong giáo xứ Đồng Quan, là sáng ngày mai vào lúc đúng 7 giờ là ban tổ chức của gia đình sẽ làm lễ truy điệu cho cụ Maria. Vậy ban tổ chức tôi thông báo để cho toàn thể cán bộ và nhân dân trong thôn, đặc biệt nhất là bà con, những người con cháu giáo xứ Đồng Quan, giáo xứ Bạn, chúng ta nắm bắt và bố trí công việc của gia đình mình. Vì bây giờ hôm nay đã là ngày 25 và ngày mai là ngày 26 Tết rồi, là gia đình nào cũng bận mải, nhưng cụ Maria Chúa gọi cụ về thì mọi người chúng ta bố trí công việc để về đây đúng giờ. Ban tổ chức của gia đình đã thống nhất để cầu nguyện cho cụ Maria về với Chúa. Vâng, ban tổ chức của gia đình xin thông báo và xin trân trọng cảm ơn hơn 1.000 đoàn và bà con trong thôn, trong xóm, ngoài làng đã về đây cầu nguyện, chia buồn và với gia đình. Ban tổ chức và gia đình xin chân thành cảm ơn. Xin gọi bà Maria Đồng
xin và con đi của Maria chúng con cầu nguyện hôm nay và còn gian nơi nữa liền tội thì xin mơ cớ thủ rạc ấy cho ra mà đem đến cho được mọi sự vui đặt ra nước thiên đàng vì công nghiệp Chúa đã chịu làm chịu chết vì chúng con. Amen. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu đến Chúa, xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu ca, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tối nào ai dối được, tối Chúa hằng có lòng lành cùng vì lời Chúa ban thưa, con ngã trong cậy Chúa linh hồn con ấy vì lời hứa hay, vì đã trong cậy Chúa những kẻ làm dân nước Chúa trời đến nay ấy trong cậy người cho lên thì người dân nhân lành hay thương vô cùng sẽ cho linh hồn Maria được nghỉ tới đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn Maria cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa đã ban dạy rằng ai ấy xin thì ai sẽ được. Vậy con xin Chúa lòng lành vô cùng thương đến các linh hồn nơi nửa liền tội. Xin Chúa nghe lời con cầu xin kêu van cho linh hồn ông bà cha mẹ anh em bạn hữu con. Xin Chúa mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy vào. Xin cho các linh hồn ấy được sự sáng vô cùng cho nên. Amen. Con cảm ơn nơi Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đợi đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho người hài xuống thế làm người. Tôi chịu chết trên cây thánh giá vì con, là cho con được đạo khen đứng Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép hồi thánh nữa mà đã cho phần xác con ngày hôm nay được mọi sự lành. Lại cứu lấy con theo cái chết tươi ăn năn tội trắng kịp. Vậy các thánh ở trên nước thiên đàng cảm ơn Đức Chúa Trời thế nào thì con cũng hợp cùng các thánh mà dâng cho Chúa cùng cảm ơn như vậy. Amen. Chúng con trong quầy đó thánh nước mẹ Chúa Trời xin Chúa sẽ cho con lời chúng con ngồi ở trong con gian nan thiếu thốn đức nữa đồng trinh hiền vinh sang la mà chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen. Lạy là thánh trai tìm nơi Chúa sẽ trụ đường xót chúng con. Lạy trai tìm được thánh được tính được thánh được bà Maria cầu cho chúng con. Lạy hồng thánh du sẽ là bà thánh trai trước bà Maria trọn đời đồng trinh cầu cho chúng con. Nữ vương ban sự bằng an cầu cho chúng con. Đức bà phổ hộ các giáo hiệu cầu cho chúng con. Các thánh tử vị đạo Việt Nam cầu cho chúng con. Xin Chúa y á chúng lành cho đời cha mẹ của con. Công ơn là như núi non dưỡng nuôi con bao ngày buông tròn. Con xin đến trong đời an vui như có ơn trời và ơn cha mẹ. Xuân đời có nhẹ khổ đau, xin cho cha mẹ con thắm mãi tình son của Chúa Trời, cho con giữ gia đình luôn sống theo tình người con ngoan.
khôn lớn lên rồi ra đi buông cánh trong đời. Dù xa quê bờ vẫn ngờ đến tình mẹ cha. Không